Xưởng đồ gỗ Gia Gốc xin giới thiệu với các bạn bộ tần thủy hoàng T14 gỗ hương đá, hàng rất là to, hàng mới dựng xong tại xưởng mộc của chúng tôi. Vừa dựng xong bộ này chuẩn bị trả khách ở Bình Dương. Các bác phải tham khảo bộ tần thủy hoàng T14. Chiếc ghế dài 2m67, sâu 67, cột không tâm, ván vách vân gỗ rất là đẹp. Đây là hàng mộc thôi, chưa hoàn thiện, đã nhiều vân gỗ như này. Chụp trong không gian hơi tối. Ghế đơn cao to, nhà em có 2 bộ T14 mới dựng xong. Bác nào quan tâm có thể qua xưởng hoặc liên hệ số điện thoại 0972 971 555, bên em tư vấn chi tiết. Ván mặt bàn 1 tấn.